khi thần đồng toán học chơi game giải đố. Cái mùi là mùi học toán đây anh em ạ. Ba quả trứng cộng lại bằng 3. Con màu hồng trừ đi con màu xanh bằng 2. Rồi con màu xanh thì bằng 2. Con màu hồng là 5 đúng không? Rồi quả trứng là bằng 1 chắc luôn. Rồi quả trứng bằng 1. Con màu xanh bằng 2, con màu hồng bằng 5. Hold up, wait a minute. Quả trứng bằng 1, ân giải. Hai quả trứng bằng 2, ân giải. Con màu hồng bằng 5. 5 cộng 1 bằng 6. Ở đâu? Này 4. Đây đi, con màu hồng là 4. Mắt.